Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ chơi 8 tựa game kinh dị. Ok, bắt đầu nào. Qua coi vào chơi này. Mấy con rồng thợ mỏ. Chúng luôn. Tám này. Phi này. Quê quê. Rồi không chúng này. Quê để là mình này. Phi vừa nắp quẹo một bên chân rồi chúng mà 20 thì rồi chân nó chỉ còn lại xương thôi. Đúng rồi. Phi này. Ồ, không thành công. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Nó đã lật kéo phút cuối cùng. Và mình đã hy sinh. Cười theo này đây, nhà sách này. Đây cuốn sách thôi. Ui con nào mà chạy rồi. Cái này đã bị đóng rồi. Là gì rồi? Rồi đi tiếp này. Ui rồi con ma đang chạy. Ok. Tiếng động gì đây? Rất chi là không. Rồi, tới game tiếp theo nhỉ. Chỗ này vào sang game tiếp này. Hello Nuvo. Right.
Ồ, nó cho mình chơi. Quá, chơi được. Rồi, không chơi mốt luôn. Rồi, chơi tự nhiên này. Rồi, level 23. Bắn nào. Ok, hy sinh. Rồi, đã hạ gục được con zombie cuối cùng. Sẽ sang được tiếp theo. Good God. Là rồi rồi cười thành công. Ok. Rồi. Sao? Chào. Over. Oh.
sao đâu con. Đang quay lên. Phải. Rồi. Con bò cửa bật đồ áo.
sẽ làm. Rồi. Mở cửa đi. Đây là phòng cũ. Cười. Cửa này đã bị khóa. Rồi. Mở này.